Xin chào bạn, đây là một thầy cơ rất là hiểm độc có tên là khát mẹ ẩm tuyền, có nghĩa là ngựa khát uống nước suối. Trong thầy cơ này thì cờ đen có ưu thế quân lực vượt trội và đang đe dọa rất nghiêm trọng tướng đỏ. Chỉ còn hai nước nữa là đen có thể tạo ra sát cục, đó là nước cơ chốt 2 binh 3 để đe dọa, sau đó là chốt xe 5 tấn 1 chiếu tướng ít tướng lên, rồi lại tấn chốt chiếu tướng ít tướng lên, rồi binh xe là sát cục. Hai nước nữa là bên đen có thể tạo ra sát cục. Trong khi đó thì thế tấn công của bên đỏ không rõ ràng, bởi vì con mã ở cánh trái thì gần như ở đây không thể hỗ trợ được gì cả, xe pháo ở cánh phải để tấn công. Nếu như bên đỏ suy nghĩ theo lối thông thường thì bên đỏ sẽ bị thua. Lấy ví dụ đỏ dùng xe ăn tượng chiếu tướng thì bên đen lên tướng thì đỏ sẽ hết đường đánh. Một hướng suy nghĩ khác mà bên đỏ cũng rất có thể chơi và dẫn đến thất bại, đó là thoái con xe về để dùng pháo chiếu tướng để xe ăn xe. Thì bên đỏ vẫn không thể tránh khỏi thất bại vì đen sẽ lên tướng cả ăn xe đen thì đen sẽ bên chốt. Đến đây thì như đã phân tích ở trước thì sau khi bên chốt thì đen chỉ còn một lộ nữa là có thể tạo ra sát cục, đâm xe chiếu tướng lên, đâm chốt chiếu tướng lên, bên xe là sát cục. Trong khi đó thì bên đỏ không có đường để tấn công, chiếu xe thì bên này lên sĩ để bên đỏ hết đường đánh. Như vậy trong phương án thứ hai thì bên đỏ cũng bị thua. Qua diễn biến vừa rồi các bạn đã thấy là đây là một tình huống vô cùng nan giải cho bên đỏ. Dùng xe ăn tựa cũng không được, thoái xe mà cũng không được, và con mã ở cảnh này thì lại rất là xa, không thể hỗ trợ được gì cho bên phải để có thể tấn công. Đây là một tình huống dường như là tuyệt vọng dành cho bên đỏ. Tuy nhiên đã có một nước cờ thuộc hay sau đây để chuyển bại thành thắng, đó là nước cờ mã 7 thoái 5, một di chuyển cực kỳ cao. Nước cờ này đúng là giống như cái tên gọi là ngựa khát đi uống nước suối. Để dính phải chiêu này thì bên đen chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi. Ở đây nếu như đen dùng tượng để khử mã thì đỏ sẽ có nước cờ rất là hiểm độc, đó là xe 2 thoái 1 để pháo chiếu tướng, và tướng ở đây không thể nhúc nhích được, và con tường ở đây bị xe cản cũng không thể chạy được, đòn chiếu tuyệt sát của bên đỏ, một nước là thắng ngay. Để thấy là nước cờ thoái mã là nước cờ rất là hiểm của bên đỏ, vậy đen không thể ăn mà đỏ. Đến đây thì bên đen sẽ tấn công không kịp. Lấy ví dụ chẳng hạn đen bình chốt thì bên đỏ sẽ ra tay nhanh hơn, đỏ sẽ dùng xe để ăn tượng chiếu tướng. Đen lên tướng thì đỏ sẽ thoái mã chiếu tướng, đen lên tướng thì đỏ sẽ thoái xe chiếu tướng, ép đen xuống tướng rồi lại bình xe để mã chiếu tướng, ép tướng đen lại xuống, rồi sau đó là đâm xe xuống là sát cục hết đỏ. Như vậy bình chốt thì bên đen sẽ không kịp. Mà nếu như không bình chốt là tấn công mà bình tướng là tấn công thì cũng không thể tránh khỏi độc thủ của đỏ. Đỏ sẽ dùng xe để ăn tượng chiếu tướng, ép đen phải xuống sĩ, rồi sau đó mẹ 5 tấn 7 căn mẹ chiếu tướng, ép đen phải lên tướng, rồi sau đó đơn giản xe 3 phải 1 sát cục. Đây là một ván cờ rất là hay. Nước đi đầu tiên mình đã chơi mẹ 7 thoái 5 bị tắt đường đi của tượng, khiến cho con tượng ở lộ 7 của bên đen không thể nào có thể hoạt động được. Tựa như là điểm mắt trong cờ vây, chỉ là nhẹ nhàng điểm ra một cái là khiến cho đối phương không thể động đậy được. Quả là một thế cơ tuyệt diệu.